Và đây sẽ là một bộ video mà Sơn PS chưa bao giờ công khai ra bên ngoài kia. Và nó sẽ chính là một cái tấm bản đồ giúp bạn có thể xây dựng cho mình một doanh nghiệp kinh doanh trên Internet. Để làm sao đó chúng ta có thể tạo ra được cái thu nhập từ 10.000 đô cho tới 50.000 đô thu nhập mỗi tháng với Affiliate Marketing, hay chúng ta còn gọi là tiếp thị liên kết. Và trong cái chuỗi series này thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước, và những cái điều này là hoàn toàn miễn phí, bởi vì Sơn muốn mang tới những cái giá trị tới cho tất cả các bạn ở bên ngoài kia. Và các bạn có kinh nghiệm hoặc là không cần kinh nghiệm trước đó thì bạn cũng hãy xem toàn bộ những cái bộ video này. Và đây chính là một cái chuỗi series mà Sơn muốn tặng tới cho các bạn, đó là một cái bí mật ở trên Internet và giúp cho các bạn tạo được cái thu nhập, một cái tấm bản đồ đó, để giúp cho các bạn tạo được cái thu nhập từ 10.000 đô cho tới 50.000 đô mà chưa từng ai chia sẻ cho các bạn ở bên ngoài kia. Và để bắt đầu được với cái chuỗi video này thì Sơn yêu cầu các bạn đã cần có một sự cam kết, đó, cam kết 100%, đó là chúng ta hãy xem hết cái bộ video này đó, để học cái cách làm chính xác. Và trong chuỗi khoảng 10 ngày tới liên tiếp thì Sơn sẽ liên tục cung cấp tới cho các bạn những cái bài giảng, và những cái bài giảng này vô cùng chi tiết, để làm sao đó cho các bạn có thể nắm được từng bước một, để bạn có thể thành công được trong cái lĩnh vực Affiliate Marketing và tiếp thị liên kết này đó. Và trong cái chuỗi video ngày hôm nay thì đây là cái nội dung trong cái bài giảng của Sơn đó, thì có 5 phần. Thì phần số 1 đó là Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn rằng cái câu hỏi rằng là các bạn làm về Affiliate Marketing cũng như là tiếp thị liên kết tại Việt Nam thì nó có giúp cho các bạn thực sự thành công hay là không. Cái điều số 2 đó là những cái lợi ích để bạn có thể bắt đầu được với cả tiếp thị liên kết Affiliate Marketing. Và điều số 3 đó là từng bước một đó, thì Affiliate Marketing nó là cái gì? Đó, Affiliate Marketing nó là cái gì? Và Sơn sẽ cung cấp cho các bạn những cái ví dụ minh họa cũng như là những cái chi tiết dành cho các bạn nếu như các bạn là người mới bắt đầu. Còn bước số 4 ở đây là Sơn sẽ cung cấp tới cho các bạn, đó là từng bước một để bạn có thể hình dung rõ hơn về cái cách để làm sao đó các bạn có thể là làm được thành công với Affiliate Marketing. Sau đó trong những video bài giảng tiếp theo thì Sơn sẽ cung cấp cho các bạn nó từng bước chi tiết hơn và cụ thể hơn trong từng bước mà Sơn đã cung cấp cho các bạn ở trong này, đúng không ạ? Và điều số 5 đó là chúng ta hãy thiết kế cho mình một cái mục tiêu đó, trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm tới thì sẽ như thế nào. Và Sơn cũng mong muốn được rằng các bạn khi xem cái bộ video này thì các bạn hãy cung cấp và các bạn hãy chia sẻ nó tới cho nhiều người khác nữa. Bởi vì khi mà Sơn đã thiết kế ra cái bộ nội dung bài giảng này thì Sơn cũng tốn rất là nhiều thời gian, tâm huyết để mình có thể là làm và chọn bộ được cái bộ này. Thì mình cũng mong muốn được rằng nó được lan tỏa tới cho nhiều người, thì bạn hãy giúp Sơn chia sẻ tới cái video này cho nhiều người hơn. Cũng như là nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like để ủng hộ Sơn làm tiếp những video tiếp theo. Ok, rồi thì bây giờ Sơn sẽ đi vào phần đầu tiên. Đó là cái câu hỏi rằng là đã có ai thành công thực sự tại Việt Nam hay là chưa? Thì cái đầu tiên Sơn trả lời cho các bạn rằng có rất là nhiều người đã làm được thành công trong lĩnh vực này rồi. Và từ cái thu nhập từ 10 triệu cho tới 20 triệu một tháng, thậm chí là còn lớn hơn như vậy, cho tới hàng trăm triệu, thậm chí là vài tỷ thu nhập một tháng từ lĩnh vực Affiliate Marketing này. Thì trong chuỗi cả bài giảng này thì Sơn sẽ cung cấp tới cho các bạn những cái case study thành công có thật như vậy. Đó, và đó là cái bài học thực tế. Và Sơn xin là nói trước với các bạn, trong cái bộ video này sẽ là những cái video Sơn thiết kế bài giảng rất là dài, có thể lên tới 30 phút trở lên trên một video. Nên Sơn mong rằng các bạn hãy coi từ đầu đến cuối để mình có thể là có một cái góc nhìn tổng quan nhất. Rồi, ok, thì bây giờ là Sơn sẽ cho các bạn coi một cái video này. Đây là một học viên của Sơn, và bạn ấy trước đây, trước khi mà bạn ấy tới với một cái chương trình mà Sơn dạy thì bạn ấy đang chạy Grab. Và hãy cùng lắng nghe cái câu chuyện của bạn ấy. Mình tên Sơn, mình sinh năm 92. Mình là học viên khóa 202 của anh Nguyễn Tùng Sơn. Hôm nay mình làm clip này là để mình cảm ơn anh Sơn, một người anh, một người thầy của mình. Trước khi mình tham gia khóa học coaching của anh Sơn là mình chạy Grab. Thì các bạn biết là chạy Grab thì cũng chỉ đủ sống thôi. Thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu những cái hướng đi mới á, thì vô tình mình kiếm được kênh YouTube của anh Sơn á, và mình biết tới anh Sơn. Sau 2 tháng tìm hiểu anh Sơn á, thì mình quyết định là mình tham gia khóa học coaching của anh Sơn. Được anh Sơn hướng dẫn kèm cặp thì sau 3 tháng thì nay ngày hôm qua á, mình đã rút về tài khoản 250 triệu. Mình sẽ để cái bằng chứng rút tiền của mình á, ở phần comment nha mấy bạn. Thì trước khi mình học cái chương trình. Ok các bạn, và nói có sách
thì chúng ta mách có chứng, đúng không nào? Thì bây giờ là Sơn sẽ gửi cho bạn thêm để coi một vài những cái bằng chứng đã ra được cái kết quả thu nhập ở đây. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đó là những cái bằng chứng mà Sơn có chụp lại đó, của những thành quả của những người bạn đã ra được cái kết quả trong lĩnh vực về Affiliate Marketing. Và đây chính là người bạn tên Sơn vừa nãy đã chia sẻ với chúng ta. Thì bạn ấy chạy Grab ngày nào đó, và đã ra được cái kết quả đầu tiên đó. Thì đây là cái thu nhập của bạn đấy. Mình có chat với bạn đấy, thì khi mà bạn ấy gửi cho mình và bạn ấy nói rằng tổng cái thu nhập bạn ấy về trong tài khoản đó là 250 triệu đấy, thì mình có chụp lại cái đoạn mà mình chat và nói chuyện với bạn đấy. Còn đây là cái case study thứ hai, một người bạn, thì bạn này làm trong cái lĩnh vực về xây dựng, và sau đó thì bạn ấy cũng bắt đầu làm về Affiliate Marketing, và sau đó thì bạn ấy cũng ra được cái kết quả trong những cái tháng đầu tiên. Đó, thì cái thu nhập của bạn đó là 260 triệu, đó, tổng 260 triệu, trong suốt khoảng 3 tháng bạn ấy làm việc và cùng học tập với cả Sơn trong quá trình mà bạn ấy làm về Affiliate. Rồi, và đây là một người em, thì bạn này là tên là Nguyễn Hữu Phước, và bạn ấy là một trong những cái người ra được cái kết quả vô cùng lớn. Trước đây thì mình cũng đã có một cái phỏng vấn với bạn Phước cũng như là bạn Huy Trọng, thì bạn Phước đã tạo được thu nhập đó khoảng 30.000 đô một tháng, và bạn Trọng thì tạo được khoảng thu nhập khoảng 50.000 đô một tháng. Thì mình đã đều chat lại và mình đã giữ lại những cái đoạn chat mình nói chuyện với những cái bạn đấy. Đây thì cái thu nhập một tháng của mình trong cái lĩnh vực về cái dự án Ray đó, thì mình có chụp lại và mình cũng đã từng quay lại những cái video, thì bạn có thể tìm hiểu ở trên cái kênh YouTube của mình. Đây là một thành viên khác, đó thì anh này anh tên là anh Đức đó, và trong cái tháng trước đấy thì anh ấy về được cái kết quả là đâu đó, khi mà mình tính ra đó các bạn, đó, thì cái thu nhập của anh khoảng là 150 triệu. Nhưng bởi vì thành quả trong group này thì một số bạn ra được cái kết quả là 250 triệu hoặc là 300 triệu trở lên rồi, nên anh cảm thấy rằng 150 triệu thấp quá, thì anh lại không khoe lên, và mình cứ nghĩ rằng anh này anh ấy chưa ra được cái kết quả nào hết đó. Thì mình vô cùng bất ngờ như vậy, vô cùng bất ngờ. Và cũng rất là nhiều những dự án khác thì đôi khi mình chụp không có hết được đó. Còn đây là anh Dương, thì anh Dương anh ấy trước đây anh ấy làm trong cái lĩnh vực làm về trong nhà nước và hơn 10 năm rồi. Thì khi mà anh ấy ra được cái kết quả ở đây thì trước đó thì vợ gia đình đều ngăn cản và nghĩ rằng cái công việc này nó không có thực và không thể nào mà kiếm được thu nhập từ internet hay ngồi tại nhà cả. Thì đến khi mà anh ấy làm tới tháng thứ ba thì anh bắt đầu có được cái thu nhập là 13.000 đô, và sau đó thì anh ấy đưa cho vợ 100 triệu. Còn lại thì cái chi phí thì anh ấy trừ đi và làm cái vốn để anh làm tiếp theo. Và sau đó thì anh ấy cũng chụp lại cho mình là cái bằng chứng đây các bạn, bằng chứng và nó hiển thị đây, đây cái tài khoản ngân hàng anh chụp lên, thì anh ấy nói rằng là che đi cái số tài khoản, thì anh ấy về là 294 triệu nha các bạn, 294 triệu. Và rất là nhiều những cái câu chuyện khác, rất là nhiều những cái tấm gương mà đã ra được kết quả khác. Thì bây giờ là mình show rất là nhanh cho các bạn đây, mình show rất là nhanh nhá. Đây, bạn Phước bạn về được 93.000 baht này, 93.000 baht này đó, tổng số tiền bạn về đâu đó khoảng 600 triệu, mà bạn ấy gửi cho mình cái tài khoản là Binance ở đây, Binance ở đây, thì đó, tổng số tiền là khoảng 600 triệu. Đây là một cái kết quả khác của một học viên của mình, thì bạn ấy về được cái thu nhập là 24.000 đô, 24.000 đô cộng 24.000 đô thì về được 2 lần các bạn, là 50.000 đô trong cái 1 tháng, 50.000 đô trong 1 tháng. Là tổng hơn 1 tỷ đó. Đây là bạn Huy Trọng đây, bạn Huy Trọng bạn ấy về được thu nhập là khoảng 1 tỷ đây. Đó thì bạn ấy chat với Sơn, thì những cái bằng chứng này thì là đều hoàn toàn có thật, và Sơn nó cũng có những cái video phỏng vấn và nói chuyện với những người bạn này rất là nhiều rồi, thì bạn cũng có thể là xem lại những video của Sơn trước đó trên kênh YouTube đấy. Thì đây là cái câu hỏi đầu tiên, đó là cái quá trình mà chúng ta làm thì nó đã có cái bằng chứng thực tế hay chưa. Bởi vì trước giờ chúng ta nghĩ rằng cái affiliate này thì chúng ta chỉ nghĩ rằng nó thành công ở trên nước ngoài thôi, nhưng ở Việt Nam thì có ai đã thành công chưa, thì đó là những cái bằng chứng có thật bằng những cái kết quả mà Sơn đã chia sẻ trước đó rồi đấy. Thì ok, bây giờ chúng ta cùng đi tiếp nha các bạn. Phần số 2 ở đây Sơn sẽ nói cho các bạn về lợi ích khi mà các bạn bắt đầu được với cả Affiliate Marketing tiếp liên kết. Thì như các bạn biết đó, đối với bản thân Sơn thì khi mà Sơn làm công việc này thì dường như mình không cần phải có đội nhóm, không cần phải làm việc quá nhiều người, không cần nó phải nhập hàng đó. Thì trong công việc này chắc chắn rồi, bạn không cần phải bỏ tiền ra nhập hàng hay đầu tư tích trữ, hoặc là các bạn cần phải có một showroom, hay là bạn cần phải có một đội nhóm để các bạn có thể là đi giao hàng, đi ship hàng, vận chuyển, thì các bạn không cần phải làm điều này. Bởi vì khi mà bạn đã tiếp thị liên kết, là bạn đã có một cái bạn đã liên kết được với những cái nhà cung cấp rồi, thì bây giờ là bạn sẽ chọn một cái sản phẩm tốt để bạn bắt đầu thôi.
Và cái công việc kinh doanh này thì bạn hoàn toàn có thể làm việc tại nhà, hay người ta còn gọi là work from home. Đó, chỉ cần bạn có kết nối internet, có máy tính, laptop hoặc là điện thoại di động, smartphone của bạn là bạn cũng thể bắt đầu được. Và bạn bắt đầu được với cái số vốn cực kỳ nhỏ và thậm chí là bằng không. Bằng không để bạn bắt đầu. Đó. Và đây là bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền ngồi tại nhà, bạn kiếm được tiền nước ngoài hoặc là bạn có thể kiếm được tiền trong nước. Đây là tùy vào các bạn nha, tùy vào các bạn. Và điều số 5 đó là cái thu nhập thì nó không giới hạn một chút nào, không giới hạn. Rồi mình sẽ đi tiếp đây. Thì vậy cụ thể affiliate là gì? Affiliate là gì? Thì cái này nó sẽ dành cho người mới này. Nếu như bạn là người mới thì bạn cũng nghe cái này để bạn nắm rõ. Thì affiliate marketing là gì, hay còn gọi là tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Thì đầu tiên đây thì bạn hãy tưởng tượng này, một nhà cung cấp họ có một cái sản phẩm đó, bất kỳ, giả sử đi ở trên tay Sơn đó, là cái sản phẩm đó là cái remote, một cái remote của cái đèn led, đúng không ạ? Remote đèn led đằng sau. Thì giả sử đi nhà cung cấp này họ muốn bán cái sản phẩm đèn led này đó, thì bây giờ là thay vì họ phải trực tiếp họ liên hệ với khách hàng, họ phải đi marketing, họ quảng bá tới khách hàng, thì bây giờ đó họ sẽ liên hệ với một cái kênh người ta gọi là affiliate network. Affiliate network thì chút nữa Sơn sẽ đưa cho các bạn một vài những cái ví dụ minh họa của những affiliate network này. Thì những cái affiliate network này đó là những cái người mà họ trung gian ra, họ đứng trung gian ra để họ liên kết giữa với những người cộng tác viên đó, liên những người cộng tác viên, và sau đó người cộng tác viên này sẽ tìm kiếm được khách hàng giúp cho họ. Thì đây, khi mà cái người cộng tác viên này họ đăng ký một tài khoản ở trên cái affiliate network này, giả sử đi họ đăng ký tài khoản xong rồi, thì bây giờ họ sẽ lấy một cái đường link tiếp thị liên kết này, và không ai giống ai cả, và sau đó thì họ sẽ chia sẻ tới cho những người bạn. Giả sử đi đằng sau Sơn các bạn nhìn thấy có một cái camera, đúng không ạ? Thì bây giờ là Sơn muốn chia sẻ tới cho một vài người bạn của Sơn để mua cái camera, bởi vì họ có nhu cầu. Thì thay vì họ lên trực tiếp một cái trang nào đó họ đăng ký, họ đặt mua, thì lúc này họ cũng không có được giảm giá và Sơn cũng không có thu nhập. Thì bây giờ thì Sơn nó sẽ liên hệ với cái ông affiliate network này, và sau đó thì Sơn tạo một cái tài khoản, và Sơn nó sẽ lấy một cái đường link. Trong cái đường link này là Sơn sẽ tiếp thị cái camera đằng sau của Sơn, và sau đó Sơn sẽ gửi cái đường link tiếp thị này tới cho người bạn của Sơn, thì có thể khả năng cao bạn này sẽ được là một cái chiết khấu nào đó. Và sau đó thì khi bạn mua hàng này, bạn ấy mua hàng thành công rồi, thì lúc này ở bên nhà cung cấp họ sẽ xác nhận và họ sẽ gửi đơn hàng cho khách hàng, và sau đó thì Sơn sẽ có một cái khoản, đó là khoản hoa hồng, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ hiểu đó là affiliate marketing. Rồi thì bây giờ là tại sao lại kiếm được tiền, và kiếm tiền online này tại nhà này nó có thật hay là không? Thì affiliate marketing nó còn gọi là hình thức tiếp thị liên kết, hoặc gọi dễ hiểu hơn đó là chúng ta trở thành một người cộng tác viên. Đó, và người cộng tác viên này thì chúng ta không cần phải mua hàng, nhập hàng, bỏ tiền ra để đầu tư. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể là bán được hàng và chúng ta thu về cái lợi nhuận, cái hoa hồng này đó, đút túi về cho mình. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái công nghệ đó để quản lý các cộng tác viên. Đó, chúng ta sử dụng công nghệ. Thì khi mà công nghệ ở đây thì chúng ta sẽ làm việc ở trên website thôi, và chúng ta sẽ biết được rằng cái đơn hàng đó ra vô như thế nào, đã mua chưa, đã được thanh toán hay chưa, và chúng ta biết được chính xác là chúng ta đang có bao nhiêu tiền. Thì bằng cái cách quảng bá và phân phối ấy, hoặc chúng ta làm các nhiệm vụ đó, thì bây giờ Sơn sẽ nói sâu hơn này, để chúng ta có thể kiếm được tiền online hay là affiliate marketing ấy, thì cái hình thức này nó quá phổ biến rồi, tại Việt Nam đó khoảng 5 năm rồi, và trên thế giới nó có hàng chục năm trước đây rồi đó, nên những hình thức này là hoàn toàn có thật. Nên Sơn lấy cái uy tín của mình ra để mình đảm bảo rằng những hình thức này bạn hoàn toàn kiếm được tiền thu nhập về đó và đút túi về cho mình. Rồi tiếp theo này, ở đây là chúng ta sẽ có những cái loại hình thức affiliate nào để chúng ta cần phân biệt. Thì bây giờ Sơn sẽ cho các bạn nó hình dung nó rõ hơn để chúng ta phân biệt được giữa những cái dạng affiliate khác nhau. Thì cái đầu tiên đó đây sẽ là dành cho những người mới bắt đầu, và những cái hình thức này thì nó dễ làm, tuy nhiên rằng cái thu nhập thì nó khá là thấp, nó khoảng là 3-10 triệu thu nhập một tháng thôi. 3-10 triệu một tháng thôi. Đó, thì các bạn cũng có thể là hình dung ví dụ như là những cái hình thức về kiếm tiền thông qua cái việc đọc báo, hay là tải app, tải ứng dụng, hoặc là những cái hình thức kiếm tiền là qua hát, hay là đi bộ, hoặc là lướt xem quảng cáo, đúng không ạ? Thì đó là những cái hình thức kiếm được tiền, tuy nhiên rằng nó dễ làm và nó thu nhập thấp. Hoặc các bạn cũng có biết được rằng những cái ứng dụng ví dụ là Momo đi, bạn nó giới thiệu một người khác cài đặt ứng dụng Momo này và kích hoạt tài khoản thành công, thì bạn được 100.000, và cái người mà họ kích hoạt cái tài khoản đó thì họ cũng được 100.000, đúng không ạ? Hoặc trước đây là Uber hoặc là Grab á, họ cũng có một cái chính sách đó là các bạn đăng ký trở thành người affiliate cho họ, sau đó các bạn nó lấy cái đường link tiếp thị liên kết của các bạn, bạn gửi cho bạn bè đó, họ đăng ký, thì lúc này các bạn sẽ được là cái thu nhập đó. Ví dụ như trên Uber họ sẽ trả cho các bạn là $5, hoặc là Grab họ sẽ trả cho các bạn là một chuyến đi miễn phí, đúng không ạ?
hoặc là Timo. Đó, Timo là một ngân hàng số, thì Timo nó sẽ trả cho các bạn đó là 75.000 cho hai người mà các bạn giới thiệu được về thành công, họ mở cái thẻ Timo thì bạn được 75.000 đó. Hoặc là cái ứng dụng là Brave Browser, một cái trình duyệt lướt web mà Sơn đã review rất là nhiều trên cái kênh YouTube của Sơn. Trên cái dự án này thì cũng đã giúp được cho rất là nhiều người tạo được thu nhập vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ từ cái dự án này trên mỗi một tháng. Brave Browser, đúng không ạ? Hoặc là FinHay. FinHay là một trong những cái mà đây là một cái ứng dụng về đầu tư đi, một đầu tư đó. Thì khi mà các bạn giới thiệu một người dùng về thì các bạn cũng được 10.000 hay 50.000 thì đó, Sơn không nhớ. Hoặc là một vài những ứng dụng cho vay đấy. Thì đây là những hình thức mà các bạn có thể là dễ dàng để bắt đầu dành cho những người mới đó. Tuy nhiên rằng thu nhập không cao đó, nhưng đổi lại thì bạn chỉ cần ít thời gian thôi và bạn đã tạo được thu nhập về đút túi cho mình rồi. Cũng như là bạn không cần phải có quá nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về marketing, về online, về digital marketing, về chạy quảng cáo, không cần. Đó thì bạn cũng đã tạo được thu nhập cho mình rồi. Ok, thì đó là dành cho những người mới. Thì bây giờ là level cao hơn thì như nào? Level cao hơn thì cái này nó khó làm hơn, và các bạn cần phải nhiều thời gian, nhiều công sức. Đó, cái thời gian đầu tiên đó là bạn phải học hành một cách nghiêm chỉnh, đúng không ạ? Thì nếu như bạn nào đã coi video được tới đây rồi thì bạn hãy comment xuống phía bên dưới này đó, để Sơn biết được rằng các bạn đang coi video được tới đây, đúng không ạ? Đó, thì cái điều đầu tiên bạn cần phải có nhiều thời gian để bạn nó nghiêm chỉnh cái việc học tập này, sau đó là bạn rèn luyện này, và sau đó thì bạn mới trải nghiệm đó. Thì cái khi mà các bạn làm này thì dĩ nhiên cái thời gian bạn bỏ ra và cái độ khó của nó thì nó cũng tỷ lệ thuận với cái thu nhập của bạn, và cái thu nhập đây nó không giới hạn. Nó có nghĩa là nó không chỉ dừng lại các bạn có thể kiếm được 20-30 triệu, 50 triệu, cũng không phải dừng lại các bạn kiếm được 100-200 triệu, mà mình cũng đã từng có những học viên họ đã kiếm được 1-2 tỷ mỗi một tháng với những cái dự án affiliate marketing mà mình đã chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình rồi, hoặc là trên những cái trang mạng truyền thông. Thì bạn cũng có thể là follow mình ở trên Telegram này, trên YouTube này, trên email này, hoặc là về trên group. Mình cũng có chia sẻ rất là đều đặn về những hình thức này, và mình cũng hỗ trợ cho các bạn rất là nhiệt tình, đúng không ạ? Đó, thì những cái hình thức này thì thu nhập không giới hạn, thu nhập không giới hạn. Và bên cạnh đó thì bạn có thể là lựa chọn về những cái đối tác để bạn có thể bán được hàng, để nhận hoa hồng qua tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Bán được hàng qua tiếp thị liên kết ở đây. Thì những cái hình thức này thì bạn cũng có thể biết được rằng, ví dụ như là giả sử đi ở nước ngoài thì nó có Clickbank. Clickbank ở đây là một trong những cái trang tiếp thị liên kết khá là lâu đời rồi, và mình cũng đã có một cái chuỗi series ở đâu đó khoảng 40-50 cái video đó mình chia sẻ trên YouTube, và mình đã giúp được cho rất là nhiều người bạn, họ đã kiếm được vài trăm đô, thậm chí là một vài nghìn đô thu nhập một tháng từ Clickbank này rồi. Hoặc là về Amazon, CJ, ShareASale, hoặc là ClickFunnels, Amazon, ZVZoo, Mark Beauty. Ở đây thì mình sẽ mở cho các bạn nó coi một vài những cái ví dụ dẫn chứng. Cái trang đầu tiên mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn đó là trang Clickbank. Thì trên Clickbank đây là một cái chợ, gọi là chợ sản phẩm số của nước ngoài bằng tiếng Anh. Thì bạn có thể là lựa chọn rất là nhiều những cái thị trường ngách, những cái sản phẩm ở trên này để bạn có thể kinh doanh và bắt đầu được với nó. Ở đây thì cũng có những cái sản phẩm, ví dụ như giả sử về giải trí, về business là về kinh doanh và đầu tư, về điện tử, về internet, về máy tính, về những cái khóa học về marketing, về kinh doanh, hay là những cái chương trình về education dành cho các cấp tiểu học các thứ, hay là employment về job, về công việc đấy, hoặc là những cái thị trường về sức khỏe, về fitness. Thì trong những cái thị trường này thì nó có những cái thị trường con, nó ví dụ như làm đẹp này, về dental health có nghĩa là sức khỏe và răng miệng, đúng không ạ? Về giảm cân này, về thể dục thể thao và thẩm mỹ này, về thuốc này, hay về sức khỏe cho đàn ông, sức khỏe cho phụ nữ, về giấc ngủ, về tâm linh, đúng không ạ? Hoặc là về những cái chủ đề về, ở đây là có self help này. Thì trong cái danh mục self help này thì nó còn có rất là nhiều những danh mục nhỏ khác nữa, giả sử như là hẹn hò, về hạnh phúc gia đình, về động lực, về truyền cảm hứng, về phát triển về tài chính cá nhân, về đứng nói chuyện trước đám đông. Đó, thì đây là một cái chợ. Ở trên này nó có rất là nhiều những sản phẩm số, gọi là sản phẩm số, đây là có những cái khóa học, những khóa học online hoặc là những cái ebook điện tử. Thì bạn có thể là affiliate cho họ ở trên cái trang này, bạn bằng cách bạn có thể đăng ký một cái tài khoản, sau đó thì bạn có thể là lấy cái đường link liên kết ở đây bằng cái cách bạn chọn vào phần promote này, sau đó thì bạn có thể lấy cái đường link tiếp thị liên kết ở đây, và ở đây thì bạn có thể là chia sẻ và quảng bá tới cho nhiều người khác để bạn có thể được cái hoa hồng tương ứng mà người ta đã ghi sẵn ở đây rồi. Giả sử đi mình bán được cái sản phẩm này thì cái số tiền ở đây là 46 đô và mình sẽ được là cái phần trăm của nó là 78% đó, trên cái hoa hồng liên kết trên cái sản phẩm đầu tiên mình bán được. Đó, cái trang thứ hai đây mình muốn nói cho các bạn đó là về Amazon.
Thì Amazon đây thì bạn cũng có thể là bạn đưa cái sản phẩm của bạn lên trên gian hàng này bạn bán, hoặc bạn cũng có thể là trở thành một người làm affiliate tiếp thị liên kết, tức là bạn không cần phải có sản phẩm nhưng bạn có thể là đăng ký affiliate ở đây và bạn đã trở thành một cái người cộng tác viên và bạn bán những cái sản phẩm ở đây. Giả sử đây là cái gian hàng về kitchen là về nhà bếp đúng không ạ? Hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn rất là nhiều những ngách khác nhau, giả sử cho là baby này, cho trẻ em này, thì trong baby này thì có những cái hình thức là baby care, quà tặng, hoặc là về an toàn cho baby này. Rồi ở trong cái mục khác nữa thì giả sử đi bây giờ Sơn kéo xuống là về human fashion đi, thì trong cái human fashion đây thì có giày, nón, áo, quần áo, đồ đeo tay, có rất là nhiều những cái ngách khác nhau để bạn lựa chọn ở trong này. Thì Amazon nó là một cái trang quá lớn rồi, lớn trên toàn cầu rồi, thì dường như là ai cũng biết về cái trang Amazon này. Đó, thì bạn cũng có thể trở thành một cái người làm tiếp thị liên kết cho Amazon. Hoặc là một cái trang thứ ba là mình muốn nói cho các bạn là Share Sale chẳng hạn. Thì Share Sale đây nó cũng là một cái trang về tiếp thị liên kết và cũng có hàng trăm, hàng nghìn những cái thị trường ngách khác nhau, và bạn nó có thể lựa chọn và bạn trở thành đối tác với họ và bạn bán bất kỳ một sản phẩm gì trên này khi mà nó có sẵn ở đây rồi. Và bạn hãy nhớ là bạn không cần phải nhập hàng hoặc là bạn phải bỏ tiền ra đầu tư gì hết. Rồi, giả sử đi bây giờ chúng ta nói nước ngoài rồi thì bây giờ chúng ta nói nước trong. Đó, thì trên nước trong thì có một cái trang đó là Unica. Thì Unica ở đây đó là một cái trang, đó là về cái trang là bán những cái khóa học online. Những khóa học online đây giả sử là về ngoại ngữ này thì có về tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Đó, về những khóa học về marketing, về tin học văn phòng, về thiết kế, đó, về kinh doanh khởi nghiệp, về phát triển bản thân cá nhân, rất là nhiều những thị trường ngách ở đây. Và bạn hoàn toàn có thể là đăng ký để trở thành một cái người làm cộng tác viên. Và sau đó thì bạn đi giới thiệu những khóa học này cho Unica thì bạn sẽ được những cái phần trăm hoa hồng tương ứng. Giả sử đi bạn bán khóa học này là 299.000 là cái doanh thu thì bạn sẽ được Unica họ sẽ trả cho bạn là khoảng 40-60% trên cái doanh thu mà bạn đã bán được cho họ. Thì đó là một cái cách làm rất là thông minh. Thì bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn ra những cái thị trường ngách tiềm năng và sau đó thì bạn bán cho những cái đối tượng mà họ đã theo dõi bạn trước đó. Một cái trang tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn tại Việt Nam, cũng tại Việt Nam luôn, thì đây cái trang này là AccessTrade. Thì AccessTrade đây thì bạn hoàn toàn có thể là liên kết và bạn bán rất là nhiều những sản phẩm ở đây trên này. Giả sử đi, ở đây là mà các bạn đang nhìn thấy là về những cái ngách về tài chính này, hoặc là đồ điện tử như là của Samsung này, hoặc là những cái sản phẩm ở đây. Giả sử đi, bây giờ mình bấm phần là Top Campaign đó. Hoặc là những cái về du lịch này, về du lịch cũng có này, hoặc là online service này. Thì trong du lịch thì các bạn thấy là Luxstay này, Vinpearl Tour này, rồi du lịch Việt, thì bạn hoàn toàn có thể trở thành một cái người, giả sử đi bạn rất là thích đi du lịch và sau đó thì bây giờ là bạn bè của bạn hỏi bạn là cách để làm sao đó để đi du lịch và được có những cái trải nghiệm tốt nhất về khách sạn, về phòng ốc, rồi về quán ăn, về nhà hàng, thì bạn có thể là gửi cho họ những cái thông tin ở đây. Tuy nhiên rằng bạn đã đăng ký một cái đường link tiếp thị liên kết và sau đó bạn gửi cho họ và bạn cũng có được cái thu nhập đây đó. Hoặc là cái dự về cái finance ở đây là những cái dịch vụ về tài chính chẳng hạn đó, thì đây là những cái dịch vụ cho vay của là Z Vay, VN Credit, Money Card App đó, thì đây là những cái ứng dụng là được vay tiền online. Hoặc là về những cái về công nghệ này đó, về education này đó, về làm đẹp này, thì ở đây có rất là nhiều những cái thị trường khác nhau. Đó, rất là nhiều những thị trường khác nhau và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cái thị trường đó, để bạn có thể là kinh doanh trên những cái sản phẩm này. Thì bạn hãy nhớ rằng ở đây thì nó cái level nó sẽ cao hơn và bạn nó cần phải giỏi hơn về những cái kỹ năng giả sử như là marketing, về chạy quảng cáo, về xây dựng được một cái phễu funnel, hoặc là về là những xây dựng được cái email marketing và chatbot cho các bạn. Thì trong cái phần này thì bạn cũng có thể lựa chọn là bạn có thể chia sẻ hoặc là giới thiệu các referral trong cái nhiều dự án khác nhau. Brave Browser cũng là một trong những ứng dụng như vậy. Giả sử thì bạn có thể là đăng ký tiếp thị liên kết publisher đối với họ, sau đó thì bạn có thể là chia sẻ cái đường link tiếp thị liên kết này tới cho nhiều người. Nó không phải là chỉ dừng lại là 5 người, 10 người, 20 người nữa, có thể là nhân tới số lượng nó tới đến 10.000 người, 20.000 người, thậm chí là 100.000 người ở trên toàn thế giới đó, thì bạn sẽ thu được về cái thu nhập rất là lớn đó, thu nhập rất là lớn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi tiếp. Đó là bây giờ là chúng ta sẽ có những cái thị trường ngách nào đó để chúng ta có thể bắt đầu được với nó, cũng như là bạn nó sẽ làm những cái bước gì affiliate marketing dành cho những người mới bắt đầu. Thì cái bước số 1 ở đây, bước số 1 đó là bạn hãy chọn cho mình một cái thị trường tiềm năng. Như vừa nãy mình đã chia sẻ với các bạn đó, giả sử đi một cái thị trường đầu tiên đó là về sức khỏe,
bạn hãy mang tới cho khách hàng của mình một cái giải pháp về sức khỏe giúp cho họ ăn kiêng, giảm cân đó, hoặc là về tập luyện thể dục thể thao, hoặc là phải phòng ngừa về tim mạch huyết áp đó, về làm sao đó giúp cho họ có được sức khỏe đó. Tổ cái thị trường ngách thứ hai đó là về thịnh vượng. Thịnh vượng ở đây có thể là về kiếm tiền, về đầu tư, về bất động sản, về chứng khoán, về forex, rất là nhiều thị trường khác nhau, hoặc là học dạy làm giàu. Thì thị trường thịnh vượng đây cũng là một trong những thị trường mà Sơn đang làm, thì có phải là kiếm tiền online, kiếm tiền trực tuyến trên mạng, affiliate marketing, thì nó là giúp cho chúng ta được kiếm được nhiều tiền đó, thịnh vượng. Rồi cái thị trường thứ ba để chúng ta cũng thể bắt đầu và nó rất là tiềm năng, đó là về xây dựng những cái mối quan hệ. Bạn có thể là tìm những cái xây dựng mối quan hệ này trên những cái khóa học về online đó, thì làm sao đó để chúng ta có thể là tạo dựng được cái mối quan hệ trong gia đình của mình, làm sao để có thể gia tăng được cái kỹ năng giao tiếp, làm sao để đứng nói chuyện trước đám đông, trước công chúng đó, thì đó là về những cái chương trình về cái xây dựng được mối quan hệ. Hoặc là về phát triển bản thân, về phát triển bản thân thì có thể là về những cái kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân, hoặc là kỹ năng về lãnh đạo, hay là cái kỹ năng để làm sao đó để mình có thể là tự tin, về đọc sách, đó cũng là một trong những kỹ năng về phát triển bản thân. Hay là về chủ đề về tâm linh, hay là về phong cách sống. Phong cách sống thì cũng có thể là về du lịch này, xe hơi này, trò chơi điện tử này, về những cái fashion này đó, về ăn mặc đúng không ạ. Đó thì đây là cái bước đầu tiên để các bạn làm affiliate marketing đó, đó là bạn hãy chọn cho mình một cái thị trường ngách trước, phải chọn cho mình một thị trường ngách trước. Thì cái đề xuất ở đây đó, đề xuất ở đây đó là Sơn đang làm luôn, đây là cái thị trường mà Sơn đang làm luôn, nên Sơn đề xuất cho các bạn đó là cái thị trường mà Sơn đang làm là về thịnh vượng, tức là sẽ giúp cho người khác trở nên giàu có hơn, giúp cho người khác kiếm được tiền, giúp người khác có được cái thu nhập của mình trên internet, thì mình đang làm về chủ đề về thịnh vượng. Còn dĩ nhiên rằng nó tùy thuộc vào các bạn thôi, còn ở đây là mình đang gợi ý về cái thị trường này, bởi vì trong suốt những cái video tiếp theo thì mình nói cho các bạn thì cũng sẽ đi sâu với cái thị trường này nhiều hơn, đúng không ạ. Rồi cái số 2 ở đây, bước số 2 đó là các bạn hãy chọn cho mình một cái dự án hay là một cái sản phẩm để bạn bắt đầu đó. Giả sử đi, những cái dự án ở đây các bạn cũng có thể là coi và tham khảo trên cái kênh YouTube của Sơn, đó là Sơn PS, đúng không ạ. Thì trên kênh YouTube ở đây thì Sơn cũng chia sẻ rất là nhiều những dự án, giả sử đi về Vay, về Thambuck kiếm tiền với TikTok, hoặc là về dự án VNDC, hoặc là về dự án Coinsbit, rất là nhiều những dự án mà Sơn đã quay ở trên cái kênh YouTube này rồi. Hoặc là trong những video sau Sơn cũng sẽ review cho các bạn về top những cái dự án mà hiện tại Sơn đang làm, để làm sao các bạn có thể lựa chọn để mình có thể bắt đầu được với nó. Đó thì mình sẽ lựa chọn cho mình 1, 2 hoặc là 3 cái dự án để mình có thể bắt đầu được với nó. Nhưng mà tốt nhất khi mà bạn mới bắt đầu thì bạn có thể lựa chọn một cái thôi. Đó, một cái thôi, để cho bạn có thể là giỏi về cái dự án đó và bạn nắm hết rõ ràng về tất cả những cái dự án đó, nó có những thông tin gì thì bạn có thể bắt đầu được với nó nhá. Rồi sau đó tới bước số 3 ở đây là khi mà bạn đã chọn cho mình một cái dự án rồi, thì bước số 3 ở đây là bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản. Và khi mà bạn đăng ký rồi thì bạn sẽ có một cái đường link. Đây là cái đường link gọi là đường link tiếp thị liên kết, và mỗi một người duy nhất sẽ có một cái đường link khác, một đường link riêng, và không ai là giống ai cả. Các bạn là khác nhau, các bạn là khác nhau hoàn toàn luôn. Nên khi mà các bạn chia sẻ tới cho những người khác, họ đăng ký thông qua cái đường link mà các bạn chia sẻ đó, thì lúc này cái hệ thống nó sẽ tính cho các bạn một cái thu nhập. Đó, nó sẽ có một cái bộ phận, nó sẽ có hệ thống nó sẽ tự tính cho các bạn thu nhập nhá. Rồi cái bước số 4 ở đây đó là bạn cần phải tạo cho mình một cái nội dung. Cái nội dung ở đây là gì? Giả sử đi, khi mà các bạn làm về cái thị trường về đầu tư đó, về đầu tư hay là về những thị trường về tài chính ở đây, bạn muốn cho người khác đăng ký để vay tiền chẳng hạn, vay tiền online đi, thì bây giờ là bạn cần phải là tạo ra những cái nội dung để người ta biết được rằng cách làm thế nào để có thể vay được tiền, đúng không ạ. Cách làm thế nào để có những cái tiêu chí, những cái tố chất, những cái điều kiện gì để có thể vay được tiền đó, những cái điều kiện nào đó. Thì khi mà bây giờ thì bạn cần phải tạo ra nội dung. Thì tạo nội dung đây nó sẽ có hai cách. Một là bạn nó sẽ quay ra những cái video bạn nó đăng tải lên trên kênh YouTube. Đây, như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình của Sơn này đó, giả sử lấy Sơn lên trên kênh YouTube, Sơn search cái từ khóa là vay tiền online đó, thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy là có những cái video đó, những cái video mà chia sẻ về hướng dẫn cách để vay tiền online này, hướng dẫn cách vay tiền online này, hướng dẫn thậm chí là cách để bùng tiền xù nợ 20 triệu từ Dr. Đồng này đó, cảnh báo đó. Thì những cái video này họ sẽ để lại cái đường link gọi là đường link tiếp thị liên kết, đúng không ạ, tiếp thị liên kết. Và thông qua cái đường link tiếp thị liên kết đó, khi mà các bạn đăng ký duyệt vay thì họ sẽ có được cái thu nhập phần trăm hoa hồng đó, thu nhập phần trăm hoa hồng. Giả sử đi, bây giờ là mình sẽ vào một cái video này đi chẳng hạn, video này đi, xem có cái đường link tiếp thị liên kết không nhá, các bạn sẽ để ý nhá. Rồi hoặc là một cái của bạn này đi, vay Dr. Đồng đi, giả sử như vậy. Đấy, thì rất là nhiều những video, rất là nhiều những cái chương trình khác nhau, đúng không ạ. Thì bây giờ là Sơn nó sẽ thử. Thì bây giờ là khi mà các bạn kéo xuống này,
kéo xuống ở phần mô tả này thì đây nó sẽ hiện ra một cái website, hiện ra một cái website. Thì bây giờ là mình sẽ bấm vào website này thì chắc chắn rằng trong website này nó sẽ có cái hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn. Và khi mà các bạn bấm vào phần đăng ký ngay này thì những cái phần đăng ký ngay này, đây chính là cái phần có cái đường link, chứa cái đường link tiếp thị liên kết. Đây Sơn đã bấm vào nhé, đây nó sẽ chuyển qua này, Clickbank này, Asset Trade này, nó vừa nó hiện qua một chữ Asset Trade thì đây chính là cái đường link tiếp thị liên kết của bạn đấy. Và khi mà các bạn đã đăng ký duyệt vay thành công thì các bạn nó sẽ có thu nhập phần trăm hoa hồng. Rồi Sơn sẽ quay lại một cái video khác này. Bây giờ mình không có quan trọng cái nội dung bạn ấy nói gì đúng không ạ, không quan trọng nội dung làm gì. Nhưng bây giờ là mình sẽ thử vào cái website của bạn ấy đang có ở đây, xem nó sẽ có tương tự giống như vừa nãy mình đã nói không. Xem có tương tự không. Đây thì các bạn giả sử các bạn đọc thử một cái bài viết đó, giả sử về vay của Tamo chẳng hạn, Tamo đi, hoặc là vào đây đi chẳng hạn, nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Đây thì bạn kéo xuống này thì nó sẽ có những cái hướng dẫn. Dĩ nhiên là sẽ có một cái phần nào đó nó sẽ có cái đường link tiếp liên kết này. Giả sử bây giờ mình bấm vào phần là xem đánh giá xem nó như nào nhé. Xem đánh giá này, viết review này, chắc chắn là nó sẽ có cái đường link tiếp thị liên kết ở đâu đó ở đây đó. Thì và khi mà các bạn bấm vào đường link tiếp thị liên kết đó và các bạn nó chuyển qua một cái phần đó là bạn vay tiền đó thì họ sẽ được cái thu nhập phần trăm hoa hồng. Viết review này, cash wagon này, review vay đó. Thì cái trang này á, đầu tiên là bạn ấy đang tăng cái thứ hạng của cái website này bằng cái cách là bạn ấy cho người khác đánh giá và review đây. Và sau đó thì chắc chắn là sẽ có cái phần mà nó sẽ dẫn tới cái đoạn đó mà các bạn có thể là đăng ký đó. Thì cái phần này thì mình cũng chưa có tìm hiểu sâu hơn, tuy nhiên rằng là Sơn cũng có một vài người bạn đó làm trong cái lĩnh vực về vay vốn đó, về vay tiêu dùng này đó, thì thu nhập rất là cao đó. Ngay cả khi mà bạn ấy làm một cái đoạn là bạn ấy bán những cái thông tin mà người khác điền vào những cái ô đây thì bạn ấy bán 10.000 một data, và cứ mỗi một ngày như vậy bạn ấy thu khoảng 100 data thì một tháng bạn thu được 3.000 data đúng không ạ, thu nhập nhân lên cũng không hề nhỏ một chút nào, ok đúng không ạ. Đó thì cái đầu tiên đó là khi mà các bạn tạo nội dung là bạn có thể tạo ra được những cái video các bạn đăng tải lên YouTube, và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là bạn có thể hiện mặt hoặc là không cần hiện mặt cũng được đấy. Thì giả sử đi, cái video của Sơn đang quay các bạn nhìn thấy ở bên tay phải màn hình ở đây này, thì đây là cái video mà Sơn đang hiện mặt lên đúng không ạ. Nhưng bạn cũng có thể là bạn tắt cái mặt đi, bạn không có bật cái mặt lên thì vẫn được luôn đó. Thì đó là cái cách đầu tiên, đó là bạn tạo cho mình một cái nội dung. Hoặc là cách thứ hai là bạn có thể viết bài viết và đăng tải lên website đó. Thì đây là một cái website giả sử như vậy, hoặc là bạn có thể lên trên Google này, bạn search từ khóa là vay tiền online, thì có phải là những cái trang web này, giả sử ở đây đó là top 3 cái cách để vay tiền online này, hoặc là vay tiền online vay nhanh chỉ cần chứng minh nhân dân này đấy đó. Thì các bạn có thể là coi những cái trên này, thì có phải là khi mà kéo xuống dưới này thì nó có hiện cái chữ là đăng ký vay thì bấm vào đó, thì bây giờ nó sẽ chuyển qua là cái trang Asset Trade đúng không ạ. Nó rất là nhanh thôi, các bạn không nhìn thấy nhanh kịp đâu đó. Thì bây giờ này có phải là bạn đăng ký vay đây, thì đây chính là đường link tiếp thị liên kết mà họ đã đăng ký Asset Trade này. Đây có cái đường link mà các bạn nhìn thấy này, Asset Trade này đấy. Thì khi mà các bạn đăng ký qua cái đường link này thì cái người bạn đã chủ của website này thì họ sẽ được cái thu nhập phần trăm đúng không ạ. Các bạn hiểu với cách làm chúng ta làm affiliate chưa? Đó thì cũng tương tự như vậy thôi. Mà giả sử bây giờ bạn làm chủ đề về thịnh vượng, và bạn cũng chọn ra những cái dự án mà giống như Sơn hiện tại đang làm, giả sử như Brave, Coinbit về VNDC, thì bạn cũng sẽ có một đường link tiếp thị liên kết. Và lúc này khi mà các bạn đã đăng ký đường link tiếp thị liên kết rồi và bạn đã có cái đường link riêng, thì bây giờ các bạn cần phải tạo ra một cái nội dung. Nếu như bây giờ bạn không có giỏi nói, bạn không có giỏi về quay video YouTube, bạn cũng không có một cái thiết bị quay tốt, thì bạn cũng có thể lựa chọn một cái cách thứ hai, đó là bạn hãy viết cho mình những cái bài viết để đăng tải lên website. Đó, bạn cũng có thể lên trên Google này, bạn có coi những gợi ý. Giả sử như bây giờ Sơn tìm cái từ khóa là kiếm tiền với cả Thambucks thì chẳng hạn, Thambucks. Đó thì đây là một trong những dự án mà Sơn đã chia sẻ trước đây rất là nhiều trên cái kênh YouTube của Sơn rồi. Thì bạn cũng thấy này, rất là nhiều những cái bài viết đó, họ đã hướng dẫn về những cái cách kiếm tiền với Thambucks ở đây. Đó thì giả sử đi, bây giờ Sơn đã bấm vào cái trang đầu tiên, thì các bạn kéo xuống dưới thì chắc chắn là sẽ có cái phần là hướng dẫn đăng ký đúng không ạ. Hướng dẫn đăng ký, và cái phần đăng ký ở đó thì đó chính là cái đường link tiếp liên kết của bạn đấy. Đúng không ạ. Đây giả sử đây, bước 1 này, truy cập vào đăng ký này, sign up này, thì khi mà họ đăng ký đây thì đây chính là cái đường link tiếp thị liên kết riêng của bạn đấy nhá. Đấy thì mình đã nói cho các bạn biết đó, để mình có thể nắm được rõ. Thì ngay cả khi các bạn không có tài ăn nói, các bạn không nói lưu loát, các bạn không nói chuyện hay, không đủ tự tin để các bạn xuất hiện trước ống kính, thì bạn cũng có thể là học cách để làm sao đó bạn có thể viết được một website. Thì trong những cái video tiếp theo thì Sơn sẽ nói thêm cho các bạn về những điều này nhá. Rồi cái bước số 5 đó là các bạn đã cần phải là marketing và là gia tăng cái traffic lên. Giả sử đi, bây giờ các bạn có một cái website rồi, thì làm sao đó các bạn sẽ đưa cái website của bạn lên thứ hạng lên trên,
đó, bằng cái cách một là bạn có thể là SEO, hoặc hai đó là bạn có thể là sử dụng những cái mạng xã hội khác, ví dụ như là Facebook, YouTube, Zalo, hoặc là Instagram, hoặc là Pinterest. Sau đó thì bạn kéo cái lượng người xem về cái bài viết của bạn đã đăng lên trên website, thì lúc này dần dần Google nó sẽ đánh giá cái website của bạn là có thứ hạng tốt, và sau đó nó sẽ đưa cho cái website của bạn lên trên những thứ hạng đầu tiên của cái trang tìm kiếm, đúng không ạ? Đấy, thì đó là các bạn cần phải marketing và gia tăng cái traffic lên. Thì khi mà có càng nhiều người vào cái trang web của bạn thì lúc này bạn càng có nhiều người tiềm năng để họ bấm vào cái đường link tiếp thị liên kết, đúng không nào? Đấy, thì các bạn có hiểu về cái cách này làm này chưa? Rồi sau đó thì bước số 6, đó là bạn cần phải đo lường và tối ưu. Đo lường của tối ưu để xem rằng là cái từ khóa nào thì đang là tốt, cái video nào thì đang là tốt, cái dự án nào thì đang nhiều người quan tâm, cái nào thì đang giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền, thì bạn cần phải biết đo lường lại. Các bạn cần phải có một cái bảng đánh giá lại cho các bạn. Cũng như là sau đó thì bạn sẽ tối ưu lại những cái nội dung mà bạn đã đăng lên. Bạn cần phải nói cái nào hay hơn, bạn cần phải viết những cái gì tốt hơn. Sau đó bạn cần phải cung cấp thêm thông tin nào cho những cái người mà người mới bắt đầu. Đó, và sau đó thì bạn sẽ nhân rộng cái quy mô lên, nhân rộng cái số tiền bạn thu nhập được lên. Được không ạ? Đó, thì cái video này Sơn nghĩ rằng là Sơn nó nói rất là chi tiết, đúng không ạ? Và trước giờ thì cái kênh YouTube của Sơn thì Sơn cũng ít khi nào mà Sơn làm những cái video mà dài, độ dài trên khoảng 30 phút. Đa phần nó sẽ rơi khoảng 15 phút thôi. Đó, và thậm chí là có nhiều người bạn nó nói rằng là video 15 phút dài quá anh Sơn ơi. Nhưng mình thấy được rằng dài hay là ngắn nó không hề quan trọng một chút nào. Mà quan trọng ở đây đó chính là cái giá trị của cái nội dung. Nếu như video của Sơn có giá trị nội dung tốt, đó thì chắc chắn rằng các bạn sẽ coi tới phút cuối cùng, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn đã coi video tới phút cuối này thì bạn có thể comment xuống bên dưới ở đây, đó là tôi đã coi được tới đây, đúng không nào? Để Sơn biết được rằng các bạn đã coi tới phút cuối cùng, comment xuống bên dưới cho Sơn biết nhé. Và đối với những người bạn comment á, thì những cái video tiếp theo, bởi vì á, ở đây là một cái chuỗi video, chuỗi bài giảng mà Sơn nó sẽ còn đi tiếp với các bạn nó trong suốt 10 ngày tới, đúng không nào? Trong suốt 10 ngày tới, và đây là một cái tấm bản đồ để làm sao đó để giúp cho các bạn tạo được cái thu nhập từ 10.000 đô cho tới 50.000 đô thu nhập mỗi tháng với affiliate marketing và tiếp thị liên kết tại Việt Nam mà, đúng không nào? Thì các bạn hãy comment phía bên dưới để Sơn nó sẽ gửi cho bạn, cung cấp cho các bạn những cái nội dung bài giảng tiếp theo. Và cái phần số 6 cuối cùng đây, đó là bạn muốn trở thành ai trong vòng 3 cho tới 6 tháng tới, hay là thậm chí 1 năm tới, hay còn gọi là cái thu nhập của bạn bạn muốn kiếm được trong thời gian tới là bao nhiêu tiền. Đó, ví dụ như là 10 triệu, ví dụ như là 20 triệu, ví dụ như là 50 triệu, ví dụ như là 100 triệu, thì bạn cần phải cho mình một cái mục tiêu rõ ràng. Đó, thì bạn hãy comment thử cho Sơn biết được rằng cái con số của bạn muốn kiếm được trong vòng 6 tháng tới đi. Trong vòng 6 tháng tới thì bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền, cái thu nhập mỗi tháng đó là bao nhiêu. Các bạn comment phía bên dưới để Sơn biết nhé. Khi mà các bạn comment á, thì Sơn mới biết được rằng cái mong muốn của các bạn là gì, để sau đó thì Sơn mới truyền tải cho các bạn những cái nội dung nó phù hợp với các bạn trong thời gian tới được, được không nào? Đó, thì cái phần này rất quan trọng nhé. Khi mà các bạn coi rồi thì các bạn cần phải làm bài tập đó, các bạn cần phải comment đó, để Sơn biết được rằng cái nhu cầu của bạn như thế nào, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì các bạn hãy đón chờ tới những cái video tiếp theo, những cái bài giảng tiếp theo của Sơn đó, để Sơn sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều điều tuyệt vời. Thì trong cái phần nội dung tiếp theo á, thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái điều, đó là bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái thị trường nào để bạn có thể bắt đầu được với nó. Cái thị trường đây nó rất quan trọng nhé. Đó, thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái thị trường để các bạn có thể bắt đầu được, thị trường tiềm năng để bạn có thể bắt đầu được. Rồi xong trong những video tiếp theo nữa thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn cách để các bạn chọn được một cái dự án tốt để bạn bắt đầu này, cách để làm sao đó các bạn có thể marketing và kiếm được tiền. Thì rất là nhiều người bạn nói rằng bây giờ là tôi không biết cách marketing và tôi cũng không biết cách tuyển được referral. Thì trong những cái bài giảng sau đó, nên các bạn phải theo dõi theo lộ trình, đúng không ạ? Trong những bài giảng sau thì Sơn sẽ có những cái bài giảng hướng dẫn rất là chi tiết đó, dành cho các bạn đó. Thì đó, thông tin đó, mọi thứ Sơn đều để lại phía bên dưới ở phần mô tả của video. Các bạn có thể bấm xuống mô tả video và sau đó các bạn có thể đăng ký một cái chương trình. Chương trình này là chương trình miễn phí cho các bạn thôi. Đó, và đó là cái chương trình gọi là cái bí mật Internet. Và cái bí mật Internet đây đó chính là một cái chương trình xuyên suốt để hướng dẫn cho các bạn và vẽ cho các bạn một cái tấm bản đồ để làm sao đó các bạn có thể là bắt đầu và có thể tạo ra được những thu nhập từ 10.000 cho tới 50.000 đô mỗi tháng. Đó, và ít nhất thì bạn phải có cái tấm bản đồ này thì bạn mới biết được rằng chính xác cái con đường mà bạn phải đi là cái gì, đúng không nào? Và hãy nhớ mình cần phải ghi chép lại và học tập một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Và nếu như bạn cam kết những điều này thì hãy comment phía bên dưới video là tôi cam kết đó, những cái điều này và đồng hành cùng với Sơn PF, đúng không ạ? Đó, thì Sơn sẽ cung cấp tới cho các bạn những cái bài giảng vô cùng tuyệt vời tới. Và bạn cũng có thể theo dõi Sơn ở những cái đường link thông tin phía bên dưới video này, đó là trên Instagram, trên Telegram, trên Facebook fanpage, trên Facebook group, đó để trao đổi thêm nhiều hơn với Sơn
Đó, thì Sơn thường xuyên đăng tải những nội dung mới nhất ở trên đó, đúng không ạ? Rồi thì Sơn đã cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sơn tới đây, và xin chào các bạn. Mến chúc các bạn thành công và hãy đăng ký kênh YouTube của Sơn. Đó, lời cuối, nếu như bạn thấy video này thực sự hay, ý nghĩa, có giá trị với các bạn thì hãy giúp Sơn, hãy giúp Sơn các bạn share nó lên trên Facebook cá nhân của các bạn, share nó lên trên những group mà các bạn có những cái người bạn của các bạn ở đó, hoặc là các bạn chỉ cần đó là gửi qua tin nhắn cho những người bạn của bạn biết tới video này, đúng không ạ? Đó thì lời cuối Sơn nó gửi lời cảm ơn tới các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.